tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, chiến tranh đã đi qua, thời gian đã làm lành những vết thương trên da thịt. Quá khứ của những ngày tháng lầm than của dân tộc đã nhường chỗ cho niềm vui hạnh phúc, màu xanh của ruộng đồng, rừng cây, nhà máy đã lấp kín những hố bom. Nhưng trên mảnh đất này vẫn còn đó nỗi đau của những nạn nhân chất độc màu da cam, của những người lính khi trở về đã để lại nơi chiến trường một phần cơ thể. Làm sao kể hết chiến công và sự hy sinh của các anh, các chị, những người đã làm rạng danh đất mẹ Việt Nam anh hùng. Trải suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước, bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã ngã xuống, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Trước vận mệnh nguy nan của dân tộc, lớp lớp thanh niên đã không hề quản ngại, phục vụ chiến đấu, anh dũng chiến đấu và lao động trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và lực lượng thanh niên xung phong đã lập nhiều thành tích vẻ vang, viết nên truyền thống hào hùng trong trang sử chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng vạn người đã anh dũng hy sinh, hàng chục ngàn người còn mang thương tật, nhiều gia đình còn mang nặng nỗi đau của chiến tranh. Có rất nhiều anh, nhiều chị đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, mà hôm nay và mãi mãi về sau, các thế hệ đời đời ghi nhớ. Hỡi các anh, các chị, các đồng chí, những người con của đất Việt yêu thương, đã ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, theo tiếng gọi của bầu máu nóng con tim, tạm gác những tình cảm riêng tư, tạm gác những ước mơ bình dị, vì kẻ thù xâm lược đã anh dũng kiên cường trên mọi mặt trận, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau, để cho đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Và rồi khi chiến tranh đi qua, có biết bao người anh, người chị đã không bao giờ trở lại, những con người mãi mãi tuổi thanh xuân, những người yêu thương đã không bao giờ được nhìn thấy các anh, các chị trở về. Khi các anh ra đi, mẹ đã bao lần nuốt nước mắt vào trong để mong các anh chân cứng, đá mềm. Và bây giờ, mẹ còn đâu nữa nước mắt để chờ ngày gặp mặt. Sự hy sinh mất mát cao cả đó luôn sống mãi trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc, trong thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa các anh, các chị, mỗi lần đến dâng hương trước anh linh các anh, các chị là mỗi lần khắc sâu thêm cho chúng tôi bao điều nhắc nhở, bao ước mơ về sự nghiệp, tương lai mà các anh, các chị chưa thực hiện được. Chúng tôi quyết chí làm tròn. Noi gương các anh chị, chúng tôi nguyện đem hết trí tuệ và sức lực của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương muôn vạn lần yêu quý. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi,
mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả. Bão tố dập dồn trăng lưới bùa.
người đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Con đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Sóng biển đông, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Áo linh màu xanh về
vết thương không lành. Đồng đội ơi, tôi về thăm anh. Chiến trường xưa kề vai sát cánh, muối nước mưa làm cánh ngon lành. Gió phơn hôn cháy bờ môi, bám đã giữ đồi. Anh nằm lại nơi đây, đạn bắn vào anh như xuyên vào tim tôi. Anh đi rồi, nước mắt tôi theo. Trong những cơn mơ tôi thấy anh về, ánh mắt như dao, nụ cười át pháo. Chiến hào phơi sương. Thương anh thanh xuân chưa một lần nắm tay con gái. Ước mơ ngày trở lại hôn má người thương. Những than ôi xa trường đạn xôi, máu anh thấm đất sống trong trời. Anh gọi mẹ, mẹ ơi. Trường xưa kề vai sát cánh, muối nước mưa làm cánh ngon lành. Gió phơn hôn cháy bờ môi, bám đã giữ đồi. Anh nằm lại nơi đây, đạn bắn vào anh như xuyên vào tim tôi. Anh đi rồi, nước mắt tôi theo. Trong những cơn mơ tôi thấy anh về, ánh mắt như sao, nụ cười át pháo. Chiến hào phơi sương. Thương anh thanh xuân chưa một lần nắm tay con gái. Ước mơ ngày trở lại hôn má người thương. Những than ôi xa trường đạn xôi, máu anh thấm đất sung trong trời. Anh gọi mẹ, mẹ gọi mẹ. Mẹ
Thank you.
em con cháu bên ngoài. Nay nhận được tin đồng chí về quê hương bản quán, đoàn anh chị em con cháu bên ngoài còn ném nhang thơm có vòng hoa tang vào thăm viếng. Sau chia buồn cùng toàn thể gia đình đồng chí, xin trân trọng giới thiệu và kính đón mời. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Phạm Tất Thắc, chúng tôi là anh em con cháu họ nội tộc chi bốn, hôm nay nghe tin gia đình đưa hài cốt của đồng chí về quê hương, lời đầu tiên thay mặt họ phạm hữu chúng tôi cảm ơn, xin chân thành cảm ơn ban chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và ban chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên cùng huyện đội Khoái Châu. Thay mặt gia đình hôm nay chi tư gia tộc phạm hữu có lắng hoa vòng hoa tươi nén hương thương thắp viếng hương hồn liệt sĩ Phạm Tất Thắc để tưởng nhớ đến hương hồn liệt sĩ Phạm Tất Thắc. Tôi đề nghị toàn thể anh em con cháu trong chi bốn họ phạm hữu để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Hương hồn ông Phạm Tất Thắc, kính thưa toàn thể gia đình, chúng tôi toàn thể các anh, các chị, các em, họ bên ngoài là con cháu của các cụ Dính, cụ Dì, cụ Duệ, cụ Duy và cụ Dính, tập trung về đây được tin gia đình đón di cốt của ông từ Tây Ninh trở về quê nhà. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón di cốt của ông cùng với lại toàn thể gia đình. Lễ viếng hương hồn ông đơn giản theo tục lệ của quê hương và xin để tưởng nhớ đến ông vĩnh biệt lần cuối trước khi ông về với đất mẹ. Chúng tôi xin dành một phút để mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Sĩ Phạm Tất Thắc, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc của địa phương và xã địa phương và của huyện của tỉnh Hà Nguyên, kính thưa toàn thể các vị quý khách, kính thưa tất cả các cụ công các bà các bác các anh các chị họ hàng thân thích và ở của liệt sĩ Phạm Tất Thắc và kính thưa toàn thể các cụ công các bà quý vị có mặt tại đây hôm nay. Chúng tôi là đoàn đại biểu của Hội Người Cao Tuổi quận Thanh Xuân, nơi mà có
em dâu của liệt sĩ Còn Tân Đắc là bà Nguyễn Thị Thu Hường, là trưởng ban đại diện Hội Cao Tuổi quận Thanh Xuân. Hôm nay chúng tôi rất là phải nói là vui cùng với lại chia sẻ với mọi người là hôm nay liệt sĩ Phạm Tân Đắc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau rất nhiều năm, khi từ ngày chiến tranh kết thúc đến bây giờ, thì rồi là gia đình mới tìm được thi hài của liệt sĩ, và hôm nay được Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan ban ngành đã phối hợp tổ chức lễ đón thi hài của liệt sĩ Phạm Tân Đắc về quê hương và cũng được yên nghỉ tại quê nhà. Phải nói đây là cái việc hạnh phúc rất là lớn cho tất cả những người thân thuộc của gia đình, và trong đó có chúng tôi, là những người đồng chí đồng đội tôi cũng đã cả đời, chúng tôi là đều là cựu chiến binh, và chúng tôi cũng xin là chia sẻ với gia đình và cũng xin là kính chúc hương hồn liệt sĩ Phạm Tân Đắc là về quê hương an nghỉ để mà phổ độ trì cho tất cả gia hội, tất cả mọi người trong gia đình, anh em con cháu cũng như địa phương là ngày càng phát triển toàn diện về mặt gia đình, hạnh phúc an khang thịnh vượng. Rồi một lần nữa chúng tôi xin thay mặt đoàn, thì nói bao nhiêu cũng không đủ, thì xin đề nghị để tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Tân Đắc, cả đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm tưởng liệt sĩ Phạm Tân Đắc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hai họ của đồng chí Phạm Tân Đắc, ngày hôm nay đoàn phụ nữ Thanh Xuân Nam tôi vô cùng xúc động và vinh dự được về đây để dự lễ đón hài cốt của đồng chí về đây. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết lòng cảm tạ của chúng tôi đến người liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thì hôm nay chị em đại diện cho Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Nam về đây, thì chúng tôi xin thành tâm để thắp nén hương cho đồng chí liệt sĩ, và chúng tôi xin được tưởng niệm để làm một phút mặc niệm với đồng chí và liệt sĩ Phạm Tân Đắc ạ. Được tin họ Phạm Hị, không, họ Phạm Hữu đã đón thi hài đồng chí Phạm Tân Đắc về nơi về quê hương. Hôm nay anh em mà em anh em nhà cô Hương là chồng chú Đăng, tức là còn là dâu của họ Phạm, đã đến trước là chia vui cùng gia đình qua mấy chục năm mà đất nước đã hòa bình, nay mới tìm được mộ đồng chí Phạm Tân Đắc về quê hương. Và cả một quá trình, nghe kể lại cả một quá trình mà tìm được mộ đồng chí thật là gian truân, chứ không phải là bình thường như là các cái mộ đồng chí liệt sĩ khác mà đã được quy tụ. Thì anh em chúng tôi hôm nay về đây không biết nói gì hơn, xin được thắp nén nhang thơm cho đồng chí và được chia vui cùng gia đình. Trước giờ vĩnh biệt lại, anh em tôi xin được phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
thưa Tam Quyền, kính thưa gia đình Tam Quyền, chúng tôi đây là quê hương Nam Định, Nghệ Dương, Khói Châu, trước là xã Nguyễn Huệ, là nơi chôn rau cắt rốn của bà Lê Thị Sâm, mẹ của liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Nay được tin đón liệt sĩ Phạm Tất Đắc về với quê hương, chúng tôi có nén hương thơm để vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Tất Đắc về với tổ tiên quê nhà. Một lần nữa chúng tôi xin vĩnh biệt tất cả chúng ta. Nghiêm. Phút mặc niệm bắt đầu. Toàn thể gia đình chúng tôi, toàn thể bà con lối xóm được tin gia đình đón nhận thi cốt của ông trở về quê nhà, chúng tôi không biết nói gì, chỉ biết rằng có một chút lễ cùng với gia đình để dâng lên đón mừng ông trở lại với đất mẹ. Giờ phút này xin dành một phút để mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương, là trái tim. Anh đang mùa hành quân pháo lăng dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chợt nghe tiếng pháo sàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong các chờ đốt cháy lửa tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, bục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối cuộc đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Những đêm dài chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau. Những đêm dài chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu. Anh với em sống vẫn gần nhau. Ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và
và Xã hội tỉnh Hưng Yên. Công văn số 3.323 ngày 19 tháng 9 2024 về việc tổ chức đón truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trở về quê hương. Hôm nay được sự chỉ đạo của các cấp, Ủy ban Nhân dân huyện cùng Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Đến dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía đơn vị bàn giao, trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đơn vị trực tiếp tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Anh, trưởng phòng người có công, Sở Lao động và Thương binh Xã hội. Đồng chí Đại tá Vũ Trọng Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí đại biểu các phòng ban cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu lãnh đạo phòng người có công và cán bộ nhân viên của Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh. Về đại biểu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ban ngành của huyện Khói Châu, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận huyện ủy, cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cùng các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Về đại biểu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Tập, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Ngời, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Tường Thế Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ công chức cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Đại Tập. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Đăng, em trai cùng thân nhân gia đình cùng đồng đội chiến đấu của liệt sĩ Phạm Tất Đắc cùng toàn thể bà con nhân dân về dự. Đến dự và đưa tin lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc hôm nay có các đồng chí phóng viên báo, đài truyền thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên. Về lễ bàn giao, tôi xin tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tá Phạm Văn Long, chính trị viên K71, lên phát biểu bàn giao hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa đồng chí Đại tá Vũ Trọng Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy tỉnh Hưng Yên. Kính thưa đồng chí Đại tá Đỗ Thành Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy tỉnh Tây Ninh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Anh, trưởng phòng người có công, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hưng Yên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Chính trị, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khói Châu. Kính thưa các đồng chí Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập. Kính thưa các cô, các bác, các chú và con thân quyến của liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Trước hết, thay mặt các đoàn công tác Bộ Chỉ huy tỉnh Tây Ninh đến quê hương Hưng Yên để bàn giao hài cốt liệt sĩ chú Phạm Tất Đắc. Kính chào các đồng chí quý lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, quý khách cùng bà con thân quyến của liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao
là chính trị viên của đội K71 Bộ Chỉ huy tỉnh Tây Ninh, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ bằng mệnh lệnh của trái tim, trong những năm qua đơn vị chúng tôi đã tìm kiếm quy tập gần 3.000 hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024. Qua việc nắm thông tin, khảo sát địa bàn, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình bằng mọi biện pháp khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tìm kiếm trong suốt 3 ngày. Thì cuối cùng chúng tôi đã tìm kiếm được nơi an táng ban đầu của liệt sĩ từ Bản Cà Đắc tại xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã đáp ứng được lòng mong mỏi chờ đợi của gia đình, dòng họ cùng chính chấp cấp ủy, chính quyền địa phương suốt 53 năm qua. Hôm nay, trước vong linh của anh hùng liệt sĩ Phạm Tất Đắc, chúng tôi đã bàn giao hài cốt liệt sĩ của chú về với địa phương. Từ nay chú đã được về với quê hương đất mẹ xã Đà Trọng. Chúng tôi xin chúc chú mãi ngàn thu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, chúng tôi cũng rất cảm động, trân trọng sự đón tiếp cùng những tình cảm quý báu mà cấp ủy, chính quyền địa phương là Hưng Yên, huyện Khóa Châu, xã Đại Tập cũng như gia đình và dòng họ đã dành cho chúng tôi những tình cảm trân trọng và quý báu nhất. Không có gì hơn, một lần nữa thay mặt đoàn công tác xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng bà con thân tộc của liệt sĩ Phạm Tất Đắc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và đoàn công tác của quân khu 7 tỉnh Tây Ninh. Tiếp theo chương trình là lễ viếng và dâng hương liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vào làm lễ viếng. Đoàn đại biểu
Đào Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Trưởng đoàn vào làm lễ viếng. Xin trân trọng. Bạn cháu Long Ánh,
đặt lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo chương trình lễ truy điệu liệt sĩ Phạm Tất Đắc, ban tổ chức xin thông qua quyết định thành lập ban tang lễ liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu số 4696 QĐ UBND Khói Châu ngày 19 tháng 9 2024 quyết định về việc thành lập ban tang lễ liệt sĩ Phạm Tất Đắc. Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9 tháng 12 năm 2020, căn cứ nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của chính phủ quy định chi tiết các biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội theo tờ trình số 153 ngày 19 tháng 9 2024 quyết định điều 1 thành lập ban tang lễ liệt sĩ Phạm Tất Đắc gồm các ông bà có tên sau: 1. Trưởng ban ông Lê Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu. 2. Các phó trưởng ban ông Đỗ Xuân Dũng, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, ông Bùi Đăng Trứ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, ông Tường Thế Đoàn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập. Các ủy viên: ông Nguyễn Văn Đạt, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện; ông Lê Trọng Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện; bà Lê Thị Ngọc Nguyễn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin; ông Trần Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thanh; ông Dương Duy Tuyển, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội; bà Dương Thị Thu Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập; ông Trần Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Tập; ông Ngô Văn Đáng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Tập; ông Đỗ Trọng Đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đại Tập; bà Bùi Thị Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Tập; bà Trần Thị Tân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chi Lăng; bà Phạm Thị Thủy, Cán bộ Lao động Thương binh Xã hội xã Đại Tập. Mời tham gia ông Đào Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách cụm xã; ông Phạm Quý Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khói Châu; ông Dương Minh Đức, Phó Bí thư, phụ trách huyện đoàn; ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện; ông Đỗ Văn Ngời, Bí thư Đảng ủy xã Đại Tập. Điều 2, nhiệm vụ của ban tang lễ: phối hợp với gia đình tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các thành viên trong ban tang lễ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các ông bà, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các ông bà có tên tại điều 1, Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Phạm Xuân Thắng đã ký. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tường Thế Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó ban tổ chức tang lễ, lên đọc lời điếu. Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa hương hồn liệt sĩ Phạm Tất Đắc, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Khói Châu là một trong những huyện đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Lớp lớp thế hệ cha anh của huyện nhà, những người con ưu tú
đã hăng hái lên đường cầm súng, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường của đất nước. Trong số đó có 3.462 cán bộ chiến sĩ đã hiến dâng trọn đời mình hy sinh cho Tổ quốc. Sau các cuộc chiến tranh, hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã được cất bốc, quy tập, an táng ở các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ. Đây là vấn đề mà Đảng, Nhà nước và các địa phương đang tích cực quan tâm giải quyết. Chính phủ đã chỉ đạo các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội tổ chức tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ mới phát hiện được, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương trong toàn quốc. Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đội tìm kiếm K-71 tỉnh Tây Ninh bàn giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, Ủy ban nhân dân xã Đại Tập huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên, hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc, sinh năm 1950 tại thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ tháng 3 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 10 năm 1971, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị y hy sinh đoàn 670. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc với tinh thần trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân và chính quyền các cấp đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc theo đúng truyền thống và đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà là việc làm đầy tình nghĩa, tác động mạnh mẽ sâu sắc đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần làm vơi đi những nỗi đau buồn trong tâm tư tình cảm của gia đình liệt sĩ. Kính thưa hôn hồn liệt sĩ Phạm Tất Đắc, thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, liệt sĩ Phạm Tất Đắc sinh năm 1950 trong gia đình giàu truyền thống yêu nước. Tháng 3 năm 1968, nghe theo tiếng gọi của Đảng, đồng chí đã tham gia nhập ngũ, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí cùng các đồng đội hành quân vào thẳng chiến trường miền Nam. Ngày 27 tháng 10 năm 1971, trong một trận đánh vào trung tâm chỉ huy của lính Mỹ, đồng chí Phạm Tất Đắc cùng một số đồng đội đã anh dũng hy sinh gần chân cầu Lấy Sỏi, nay là xã Chí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là sự mất mát đau thương vô hạn, tổ quốc mất đi một người con trung hiếu, đơn vị mất đi một đồng chí đồng đội, địa phương mất đi một công dân ưu tú, gia đình mất đi một người con hiếu thảo. Sự hy sinh anh dũng quên mình của đồng chí đã góp phần đem lại độc lập, hòa bình, tự do cho Tổ quốc. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đảng và nhân dân ta luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các bậc anh hùng nghĩa sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do dân chủ cho nhân dân, nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng ta đã làm hết sức mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, với mong muốn sẽ làm vơi đi những nỗi đau mất mát của những người cha, người mẹ, người vợ, người con và các thân nhân gia đình liệt sĩ, bù đắp phần nào để họ có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần. Chiến tranh kết thúc đã nhiều năm, nền kinh tế của đất nước còn khó khăn, địa hình địa vật của chiến trường xưa có nhiều thay đổi, các nhân chứng lịch sử, người còn người mất. Do đó, việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Chiến tranh đã lùi xa, nhiều liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường chưa được quy tụ đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt của các đồng chí vẫn còn phải nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất trên mọi miền Tổ quốc. Đó là nỗi đau,
sự băn khoăn trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong nhiều năm qua, việc tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Vì vậy, được sự giúp đỡ đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân như Trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ toàn quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Đội tìm kiếm K-71 tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Huy Chín, cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Văn Mỹ tỉnh Nội Tây Ninh, ông Nguyễn Sĩ Hồ tỉnh Bình Dương, chuyên gia hàng đầu về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cả nước. Cùng lòng quyết tâm không mệt mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ Phạm Tất Đắc đã không quản gian nan trở ngại, quyết một lòng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Một chặng đường dài bằng nhiều chuyến đi qua nhiều địa phương từ Bắc vào Nam, qua biết bao nghĩa trang có hài cốt liệt sĩ được quy tập về các kênh thông tin của các cựu chiến binh cùng đơn vị. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội tìm kiếm K-71 tỉnh Tây Ninh, huyện Đội Châu Thành đã quyết định khai quật địa điểm nơi liệt sĩ Phạm Tất Đắc hy sinh 53 năm về trước, tại chân cầu Bến Sỏi, xã Chí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Kết quả khai quật đã tìm được hài cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc cùng một số kỷ vật, đáp ứng được tâm nguyện của toàn bộ gia đình, dòng họ và con cháu. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Tất Đắc, sau 53 năm đồng chí hy sinh, từ hôm nay liệt sĩ sẽ mãi mãi được yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí đồng đội với tất cả các lòng thành và tri ân sâu sắc. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn đồng chí được siêu thoát, mát mẻ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Kính biệt đồng chí, xin đồng chí yên giấc ngàn thu. Với tất cả lòng thành kính, đề nghị quý vị đại biểu dành phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh, Đội tìm kiếm quy tập K-71 tỉnh Tây Ninh, các đồng chí lãnh đạo hai huyện Khoái Châu và Châu Thành, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khoái Châu và huyện Châu Thành, cùng toàn thể cán bộ nhân dân xã Đệ Tập, thân nhân gia đình liệt sĩ Phạm Tất Đắc đã đến dự lễ đón nhận truy điệu và an táng liệt sĩ Phạm Tất Đắc an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình, thân nhân của liệt sĩ Phạm Tất Đắc lên phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K-71, Ban chính sách tỉnh Tây Ninh. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kính thưa các quý vị đại biểu của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể của huyện Khoái Châu. Kính thưa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khoái Châu. Kính thưa các đại biểu thay mặt cho Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Đại Tập. Thưa các quý vị đại diện họ tộc nội ngoại, kính thưa các vị đại biểu khách mời cùng đoàn thể bà con cô bác, hôm nay Đảng ủy chính quyền địa phương cùng gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng liệt sĩ Phạm Tất Đắc, người con ưu tú của gia đình, của quê hương, tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Tôi Phạm Việt Đăng, em trai liệt sĩ, thay mặt toàn thể anh chị em, con cháu trong gia đình có đôi lời phát biểu.
Anh Phạm Tất Đắc sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống yêu nước. Tháng 2 năm 1968, anh đã ra trận ngũ. Sau thời gian huấn luyện cùng hành quân vào chiến trường miền Nam, tại quân khu 7 và các vị trí các tỉnh biên giới giáp biên Việt Nam Campuchia, chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Anh cùng đồng đội tham gia đánh nhiều trận và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, quân huy chương. Ngày 27 tháng 10 năm 71, trong một trận đánh vào trung tâm chỉ huy của Mỹ tại cận, anh Phạm Tất Đắc cùng một số đồng đội anh dũng hy sinh gần chân bến phà Rạch Sỏi, nay là xã Chí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 53 năm chiến tranh đã lùi xa, nhưng hải cốt các anh vẫn nằm lại, thật xót xa, chăn trở. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con cô bác, hành trình tìm hải cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc được gia đình tôi ý thức từ rất sớm. Bố mẹ tôi lúc tuổi già yếu vẫn đau đáu đi tìm con qua nhiều kênh nhưng vẫn chưa có kết quả. Để thực hiện di nguyện của cha mẹ, anh chị em chúng tôi cùng các con cháu không quản gian nan trở ngại, quyết một lòng tìm kiếm bằng nhiều chuyến đi qua nhiều địa phương từ Bắc vào Nam. Qua tài liệu của các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Quốc phòng, các nghĩa trang có hải cốt liệt sĩ được quy tập về và các kênh thông tin qua các cựu chiến binh cùng đơn vị. Quá trình tìm kiếm, gia đình còn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của nhiều tổ chức cá nhân như bà Ngô Thị Hằng, Giám đốc Marine Hà Nội, Trung tâm tìm kiếm hải cốt liệt sĩ toàn quốc, ông Khoa, bà Thúy ở Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Vi Chiến, cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai, đại tá Lê Văn Vĩ, tỉnh Đồng Tây Ninh, ông Nguyễn Sĩ Hồ, tỉnh Bình Dương, chuyên gia hàng đầu tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Và bằng tài liệu căn cứ đã có, ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 24, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đội tìm kiếm K71 Tây Ninh, huyện Châu Thành đã quyết định khai quật điểm nơi liệt sĩ Tất Đắc hy sinh 53 năm về trước tại chân cầu Bến Sỏi, xã Chí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Kết quả khai quật đã tìm được hải cốt liệt sĩ Phạm Tất Đắc cùng một số kỷ vật đáp ứng tâm nguyện của toàn bộ gia đình trong họ văn phòng. Kính thưa anh linh liệt sĩ Phạm Tất Đắc, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, cũng tại mảnh đất này, quê hương này, khi nhận được giấy báo tử liệt sĩ Phạm Tất Đắc, bố tôi đã nén nỗi đau thốt lên những lời khóc con bằng những câu thơ do tự viết và đã đọc vào ngày làm lễ truy điệu liệt sĩ Phạm Tất Đắc 30 tháng 12 năm 1973. Tôi xin phép trích đọc đôi lời, xin mọi người cùng nghe. Trời đất mịt mờ ảm đạm, ô nhiễm bầu phóng xạ, cỏ cây sơ sắc tiêu điều, man mác cảnh tàn hoang, lạnh lẽo hoang vu chiến trường, vắng lặng lẻ loi hư quạnh, thân thích xa xôi. Người dũng sĩ tuổi nhỏ chí cao, suốt 4 năm trường lén nổi sông pha trận mạc, dạ kiên trung học ít biết nhiều, 17 tuổi tình nguyện ra đi diệt Mỹ. Chàng trai tươi trẻ đầu xanh, khí tiết tâm hồn trong trắng, phút chốc đã thành người lịch sử, ngày tháng qua sông núi ai hoài. Cố nhân đã công thành danh tọa, hình ảnh còn kêu gợi đau thương. Tất Đắc ơi, buổi chia tay con nắng hái lên đường, lúc biệt ly không một lời trăng trôi, đau lòng ta lắm Đắc ơi, nỗi niềm có thấu. Nhớ thương này chứa chất đến bao giờ, tay đứt ruột mềm cảnh biệt ly khôn cầm nước mắt. Vạch rời không thấy nữa, xé đất chẳng tìm ra, nhưng liệt sĩ đã trở thành bất tử, vẫn sống cùng tổ quốc non sông. Ghi công ơn cho con cháu mãi không ngòa, để thành tích cho mai sau học tập.
thật đắc ơi. Mới ngày nào tấm vé cảnh gia đình sum họp bao kỷ niệm, tình tiết mạch yêu thương tràn ngập mái nhà tranh, chẳng hiểu đâu quạt kẹo đến kinh xài, đêm thức giấc chạy cùng đường khắp nẻo xóm chi năng phố cổ đất hò la hoang tiếng kẻ. Túng nghèo giữ trong sạch, đói rách giữ thơm tho, giao cháo lần hồi ốc cua cả thiện, vẫn hào hiệp đường hoàng nghĩa khí, tỏ phong thái tự hào rất tộc. Quản lý kỳ kế hoạch thực hiện vượt chỉ tiêu, dắt dìu đàn em làm ăn lề lết, luôn phát huy sáng kiến phát minh, biết tận dụng khả năng em nhỏ khắc phục khó khăn nhiều biện pháp, lập cơn vi biến chẳng hoang mang, khối lửa đỏ trên tay rừng rực cháy vẫn vững vàng bình tĩnh dám hy sinh. Trước tình huống khẩn trương cầm chai xăng ra khỏi ngôi nhà lá, liệt sĩ Phạm Tất Đắc sinh giữa quê hương lúc thực dân còn tạm chiếm, càn phá làng xua sục hải nhi đang ẩn náu dưới hầm dã man khủng bố, đến đồn Pháp thăm cha từ ẵm ngửa đất về chùa quát thét mặt giặc Tây, giữa buổi thai sinh chất chồng bao kỳ oán, lớn trong quần chúng vươn mình theo quốc toàn nuôi căm thù rèn rũa Chí Kinh Luân, vượt Trường Sơn ngàn dặm tỏ tài thao lược diệt Mỹ ngũ, nỗ lực lập chiến công người dũng sĩ đã đền ơn báo oán, tung hoành thỏa mãn chí bình sinh tất đắc ơn. Mới hôm nào quê hương đồng ấm, cháu của Bác Hồ vâng lời Bác dạy, quyết tâm cao trong lao động học hành, vị thành niên gia nhập quân đoàn, vì nạn nước hiến dâng cả tấm lòng yêu nước, vượt cảnh nghèo sớm khuya học tập, cán bộ A xuất sắc của phong trào. Thế rồi một buổi, tất bé gầy còm trong tuổi thiếu niên 17 đã xung phong nhập ngũ Nam Chinh, đường hành quân 5 phút gặp gia đình, chiến sĩ đã lao mình vào khói lửa. Rồi sau đó, có một lần vào một ngày nào nữa, thu về tình trang chứa, từ miền Nam thư Tất Đắc gửi về, vượt muôn trùng gian khổ bước sơn khê, đang chiến đấu và chiến trường đang tiếp diễn, trong tâm sự nghe những lời hứa hẹn. Quê hương ơi, gia đình ơi, ra đi con giữ trọn lời, sống đỏ được chết đời đời sử xanh. Những tưởng một ngày kia chút hết nỗi nhớ mong, ngày đoàn tụ cùng đón mừng chiến thắng, trao đổi lại ân tình mang nặng, cùng nhân dân hưởng phúc hòa bình. Nào ngờ tin đau thương, Tất Đắc đã hy sinh, chiến sĩ ra đi không bao giờ trở lại, tim nhức nhối ấp bàng hoàng, chân tay bài hoài, con ta đâu đồng chí nhỏ đâu, vấn vương tình trước nghĩa sau, con ơi thông cảm nỗi sầu này không. Nhưng thôi, hoàn thành chí nguyện chiến công, góp phần bảo vệ lối sông nước nhà, 800 tuổi tuy là muộn tiếp, không công danh sự nghiệp cũng thế thôi, 21 năm tên tiến để đời, mưu hạnh phúc tự do cho hậu thế. Đắc chết đi, tân binh đang thừa kế, đắc chết đi, tổ quốc đã ghi công, xứng danh con lạc cháu hồng, kiếp này đắc đã trả xong nợ đời, cử tuyền dạo gót thảnh thơi, Bác Hồ mở lối đất trời tự do, chúc hồng yên giấc ngàn thu. Vĩnh biệt Phạm Tất Đắc, âm dương đối ngả, cách trở từ đây. Kính thưa anh linh liệt sĩ Phạm Tất Đắc, hôm nay anh đã được gia đình, chính quyền, đồng đội đón anh về đất mẹ, nơi anh sinh ra, cầu nguyện cho anh về với tổ tiên trong một thế giới vĩnh hằng an lạc. Thay mặt người thờ cúng gia đình, dòng họ cùng con cháu, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các địa phương, các cơ quan, các đơn vị đầu mối, các nhân chứng, các tổ chức cá nhân đã giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình
trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Phạm Tấn Đắc. Cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã giúp đỡ gia đình trong quá trình khai quật và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trân trọng cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, huyện đội huyện Khói Châu, phòng xã hội, thương binh xã hội huyện Khói Châu và đã giúp đỡ gia đình. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể xã Đại Tập đã cùng gia đình tổ chức thành công buổi lễ hôm nay. Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ, các bà, các vị đại biểu, khách mời, bà con, cô bác đã dành thời gian dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Phạm Tấn Đắc trang trọng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp phần là phần an táng liệt sĩ. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo huyện Khói Châu, lãnh đạo xã Đại Tập cùng toàn thể các đồng chí gia đình liệt sĩ tổ chức an táng liệt sĩ Phạm Tất Đắc tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Tập. Xin kính mời các đồng chí trong ban tổ chức, bộ phận phục vụ vào làm nhiệm vụ theo sự phân công. Thank you.
rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim, là trái tim. Đang mùa hành quân pháo lan dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giáo anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, gian dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Pháo lăn dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giáo anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, một dạng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống. Tranh nghèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi
mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, bầu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, bầu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên.